Cận cảnh nhắn sắp tay vợt cầu lông xinh đẹp nhất thế giới. Sinh năm 1995, Ronja Somerville đã ghi tên mình vào danh sách những vận động viên được yêu thích tại cả hai quốc gia Australia và Trung Quốc. Nữ vận động viên là hậu duệ của Kang Zhouwei, một học giả kiêm nhà cải cách lớn của Trung Quốc trong những năm cuối thế kỷ 19. Ronja Somerville mang hai dòng máu Australia và Trung Quốc. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối, khỏe mạnh. Trên trang mạng xã hội Instagram, Ronja Somerville hiện đã có tới hơn 258.000 lượt người theo dõi. Cha của Ronja Somerville là một người Trung Quốc. Ông chuyển sang thành phố Melbourne sinh sống từ 5 lên 6 tuổi, sau đó kết hôn và sinh ra cô. Trước đây, gia đình định hướng cho Ronja Somerville trở thành một nhà khoa học, nhưng cô chọn cho mình con đường riêng là theo đuổi niềm đam mê với bộ môn cầu lông. Năm 2014, Ronja Somerville đã xuất sắc giành được huy chương vàng ở nội dung đánh đôi nữ tại giải vô địch cầu lông châu Đại Dương. Nhiều năm tiếp theo, cô giành nhiều huy chương danh giá tại giải đấu châu lục. Ronja Somerville liên tiếp thi đấu nổi bật và trở thành một tay vợt đánh đôi xuất sắc hàng đầu của xứ sở chuột túi. Khi xuất hiện trên sàn đấu, Ronja Somerville thôi miên người hâm mộ không chỉ bởi tài năng mà cả bằng nhan sắc yêu kiều. Vẻ đẹp mộc mạc của Ronja Somerville giúp cô tỏa sáng với bất kỳ trang phục nào, cả ngoài đời hay trên sàn tập. Ronja Somerville đều rất trong sáng, dễ thương. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.